thông tin từ Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, nước Đức đã dừng cấp thị thực và hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới. Trong thông báo đăng trên website ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết, kể từ hôm nay sẽ không cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than, có số series bắt đầu bằng P. Với những người đã được cấp thị thực, Đại sứ quán Đức khuyên họ không nên đến Đức vì có nguy cơ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Đại sứ quán Đức cho biết sẽ liên lạc riêng với những người này. Cũng theo thông báo, người Việt Nam hiện giờ không thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh Đức loại C và D với hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than cho đến khi có thông báo khác. Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định nêu trên được áp dụng cho đến khi có thông báo. Từ ngày 1 tháng 7, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài. Chúng mình là SNews, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho SNews.